Và nhánh tận cuối cùng của đám rối thần kinh thắt lưng đó chính là thần kinh bịt. Một thần kinh được tạo bởi các sợi trước của các nhánh trước thần kinh sống thắt lưng từ 2 tới 4. À, thần kinh bịt này có một đường đi cũng khác biệt so với phần lớn các thần kinh còn lại thuộc đám rối thắt lưng. Tức là nó sẽ thoát ra ở bờ trong của cơ thắt lưng lớn để chạy xuống dưới. Khi chạy xuống dưới thì nó chạy ở thành bên của chỗ hông. Thường thì chúng ta thấy nó lộ ra tại vị trí mà động mạch uh, chậu trung chia đôi thành các động mạch chậu trong và chậu ngoài đây là vị trí mà thần kinh bịt uh, lộ ra và đây cũng chính là nơi mà chúng ta thấy động mạch uh, chậu trong sẽ tách ra một uh, nhánh uh, chúng ta kéo dài động mạch chậu trong xuống dưới uh, một nhánh uh, bên thân trước của động mạch chậu trong thường tách ra một uh, nhánh tận uh, đầu tiên đó chính là động mạch bịt và động mạch bịt này sẽ chạy cùng với cả thần kinh bịt uh, chạy uh, ra trước trên bề mặt của cơ biệt chúng ta đã mô tả khi mô tả các cấu trúc ở trong chậu hồng Về mặt đường đi tiếp theo thì sau khi chạy qua thành bên của chậu hồng ở mặt trong của lỗ bịt và màng bịt thì thần kinh bịt sẽ hướng tới lỗ bịt và tại đây thì nó sẽ tách ra thành à, hai nhánh tận trong đó một nhánh tận sẽ chui qua ống bịt của lỗ bịt à, phần bên trên của lỗ bịt được tạo bởi các cơ bịt và bờ của lỗ bịt à, để thoát ra và chạy ở trên à, mặt à, ngoài của cơ bịt ngoài chạy xuống dưới và khi nó chạy trên à, bề mặt à, ngoài của cơ bịt ngoài chạy xuống dưới thì à, nhánh trước này chạy lách giữa cơ bịt ngoài cơ khép ngắn ở sau và ở trước thì đó là cơ lược và cơ khép dài để chạy xuống dưới và trên đường đi thì nhánh trước này à chúng ta có chú thích về nhánh trước của thần kinh bịt nhánh trước Nhánh này sẽ phân ra các sợi để chi phối vận động cho bao gồm có cơ khép ngắn nó chi phối vận động cho cơ khép dài và tách ra cả nhánh chi phối vận động cho cơ thon. Nhánh trước sẽ tách ra các nhánh chi phối vận động cho cơ khép ngắn, cho cơ khép dài và cơ thon và phần còn lại của nhánh trước sẽ chạy xuống dưới để chọc xuyên qua mạc ra ra và vùng mà nó chi phối cảm giác ra đây đây chính là hình ảnh chúng ta quan sát thấy các sợi chi phối cảm giác lộ ra ở bờ dưới của cơ khép dài chạy trên bề mặt của cơ khép lớn để chạy ra ra chi phối cảm giác cho ra đây chính là phần tận hết của nhánh trước thần kinh bịt nhánh trước của thần kinh bịt tách ra các nhánh vận động cho cơ khép ngắn cơ khép dài và cơ thon và phần còn lại sẽ là phần chi phối vận động chi phối cảm giác cho da ở mặt trong đùi phần dưới chúng ta sẽ có mặt trong đùi ba vùng được nhận cảm giác bởi các thần kinh như sau phần trên thì sẽ vùng da đùi đùi trong sẽ được nhận cảm giác bởi nhánh tận của phần tận hết của thần kinh chỗ bẹn, phần giữa thì vùng đùi trong sẽ được nhận cảm giác bởi một nhánh bì của thần kinh thân trước thần kinh đùi có tên gọi là thần kinh bì đùi trong và phần ba dưới sẽ là phần vùng đùi trong sẽ được nhận cảm giác bởi nhánh tận phần tận hết của nhánh trước thần kinh bịt. Nhánh sau của thần kinh bịt thì chạy ở mặt trong của cơ bịt ở ngoài xong sau đó nó sẽ chọc xuyên qua cơ bịt ngoài đây chính là vị trí mà nhánh sau của thần kinh bịt chọc xuyên qua cơ bịt ngoài để rồi nhánh sau này sẽ chạy tiếp tục ở dưới sau cơ khép ngắn và trước cơ khép lớn ở đây chính là hình ảnh của nhánh sau thần kinh bịt lộ ra. À chúng ta có nhánh sau. của thần kinh bịt. Và đây là hình ảnh mà chúng ta thấy nhánh sau của thần kinh bịt lộ ra ở ngay sau khi nó chọc xuyên qua cưa bịt ngoài. À, nó sẽ chạy lách giữa cơ khép ngắn và cơ khép lớn như vậy cơ khép ngắn được coi là một vách cơ ngăn cách giữa nhánh trước và nhánh sau của thần kinh bịt và nhánh sau thần kinh bịt này nó sẽ chi phối vận động cho hai cơ như sau khi nó chọc xuyên qua cơ bịt ngoài thì nhánh này sẽ chi phối vận động cho cơ bịt ngoài luôn Và phần còn lại của nó thì nó sẽ phân nhánh để chi phối vận động cho phần lớn cơ khép lớn à, nó sẽ chạy trên bề mặt của cơ khép lớn và phân nhánh chi phối vận động cho phần lớn cơ khép lớn và tận hết của nhánh này đó chính là một nhánh chạy vào nhận cảm giác cho khớp gối chúng ta có hình ảnh của phần tận hết nhánh sau. Có mô tả nó chi phối vận động cho phần lớn của cơ khép lớn là bởi vì chúng ta sẽ có một mô tả về chi phối vận động cho cơ khép lớn khi mô tả tới nhánh thần kinh lớn nhất. Đây là hình ảnh chúng ta quan sát thấy mặt sau của khớp gối với phần bên trên là chỗ bám của bán tận của các cơ vùng đùi bao gồm có ba cơ vùng đùi sau là cơ nhị đầu đùi, cơ nhị đầu đùi. ở phía ngoài ở bên trong thì chúng ta có chỗ bám tận của cơ bán màng à, màu xanh lá cây này là cơ bán gần và ở trước hơn bám vào mép trong của đường ráp thì chúng ta có cơ khép lớn và chúng ta thấy hình ảnh của bó cơ tới bám vào củ cơ khép lớn của cơ khép lớn. À, một lồi xương có tại đầu dưới của đường trên lồi cầu trọc Và bó cơ này sẽ tách biệt với cả phần còn lại của cơ khép lớn bởi một lỗ. À, chúng ta có lỗ cân cơ khép. Đấy là nơi mà động mạch đùi sẽ chạy xuống dưới. À, cấu trúc này nằm ở trước trong hơn so với cả tính mạch đùi cũng chạy qua đây để xuống dưới à, chúng ta có các thành phần mạch nằm ở khoeo có tên gọi là khoeo động mạch khoeo tĩnh mạch khoeo động mạch thì nằm ở phía trước trong hơn tĩnh mạch thì nằm ở sau ngoài hơn và sau nhất và ngoài nhất ở đây đây chính là hình ảnh của thần kinh chày một trong hai nhánh tận của thần kinh ngồi cùng với thần kinh mắc trung à, chúng ta có hình ảnh của thần kinh ngồi rất lớn ở bên trên chạy xuống dưới tới đỉnh của chám khoeo thì nó chia đôi thành thần kinh chảy và thần kinh mắc trung thần kinh ngồi à, chúng ta có thần kinh mắc trung và đây là hình ảnh của thần kinh chày và trên đường đi thì thần kinh ngồi sẽ tách ra các nhánh chi phối vận động cho các cơ vùng đùi sau bao gồm có cơ bán màng, cơ bán gân, cơ nhị đầu đùi và nó tách ra một nhánh để chi phối vận động cho bó tới bám tận vào củ cơ khép lớn của cơ khép lớn và đây chính là sợi từ thần kinh ngồi chi phối cho vận động cho một phần của cơ khép lớn. À, chúng ta mô tả là nhánh sau của thần kinh bịt chi phối cho phần lớn cơ khép lớn là vì vậy, bởi bó dưới cùng của cơ khép lớn được chi phối bởi một nhánh tách ra từ thần kinh ngồi. Như vậy chúng ta đã mô tả một loạt các nhánh tận của đám rối thần kinh thắt lưng với phần lớn các nhánh này thì đều có các sợi chi phối vận động và trừ có thần kinh bị đùi ngoài thì là một thần kinh chỉ đơn thuần là thần kinh cảm giác tuy nhiên ngược lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả các thần kinh là nhánh tận của đám rối thần kinh thắt lưng thì đều có các sợi chi phối cảm giác và chúng ta sẽ xem một sơ đồ các vùng cảm giác được thực hiện đảm nhiệm bởi các nhánh tận của đám rối thần kinh thắt lưng chúng ta có một hình ảnh của các vùng của chi dưới chúng ta có dây nếp lằn bẹn chúng ta có vùng đùi vùng cẳng chân à, tương tự thế chúng ta sẽ thấy xuống dưới có các vùng bàn chân à, tương đương với cả mắt cá trong chúng ta có khớp gối. Thế thì phạm vi chi phối cảm giác của các thần kinh thuộc đám rối thần kinh thắt lưng như sau: chúng ta có một vùng trên bề mặt gọi là tam giác đùi. thì ở bên phần da phủ bên trên tam giác đùi, ở trên tam giác đùi, chúng ta có một nhánh tận của một thần kinh thuộc đám rối thần kinh tắt lưng đó là thần kinh sinh dục đùi với nhánh tận của nó là nhánh đùi nhánh mà chọc uh, chạy sau dây chằng bẹn để nằm ở trong bao đùi cùng với cả động mạch và tĩnh mạch đùi rồi chọc xuyên qua bao đùi để nhận cảm giác ra ở uh, tam giác đùi phần trên là chúng ta có một cái vùng cảm giác của nhánh uh, đùi của thần kinh sinh dục đùi chúng ta sẽ có phần vùng đùi ở phía ngoài kéo dài xuống cho tới khớp gối chúng ta sẽ thấy hình ảnh vùng nhận cảm giác của thần kinh bị đùi ngoài thần kinh bị đùi ngoài nó sẽ nhận uh, ở mặt trước ngoài của vùng đùi kéo dài cho đến khớp gối. Ở phía sau thì nó kéo dài từ mấu chuyển lớn từ ở phía bên, nó kéo dài từ mấu chuyển lớn cho tới vùng giữa của đùi. Ở uh, mặt trong đùi thì chúng ta có phần bên trên, đấy chính là nơi mà vùng da này được nhận cảm giác bởi thần kinh chậu bẹn. phần tận hết của thần kinh chậu bẹn này sẽ chạy trong phần đoạn trong của ống bẹn rồi thoát ra ở lỗ bẹn nông để tới nhận cảm giác ra mặt trong đùi phần bên trên và một phần ra vùng sinh dục nữa ở phần dưới mặt trong của vùng đùi chúng ta lại thấy xuất hiện một vùng da có được nhận cảm giác bởi thần kinh bịt đây chính là hình ảnh của nhánh trước thần kinh uh, bịt lộ ra để tới phân nhánh tại uh, vùng da này À, nó sẽ phân nhánh chọc xuyên qua mạc để ra nông và nhận cảm giác da ở mặt trong của vùng đùi ở phần dưới mặt trong của vùng đùi và tất cả phần còn lại của vùng uh, đùi trước thì sẽ được nhận cảm giác bởi các nhánh của thần kinh đùi thôi. À, trong đó phần bên trong thì chúng ta sẽ có thần kinh bì đùi trong. À, chúng ta có hình ảnh của các vùng da, chúng ta có thần kinh bì đùi trong và phần còn lại đây chúng ta có thần kinh bì đùi trung gian đây là các nhánh tách ra từ thân trước của thần kinh đùi à, kéo dài xuống dưới thì chúng ta sẽ thấy vùng cảm giác của mặt trong của cẳng chân liên tiếp với cả bên trên là vùng cảm giác da của thần kinh đùi nhưng mà là vùng cảm giác da của thân sau À, chúng ta có thần kinh uh, hiển sẽ nhận cảm giác da ở mặt trong của khớp gối mặt trong của cẳng chân uh, kéo dài qua mắt cá cho tới mặt trong của uh, bàn chân và phạm vi cảm giác cho mặt da mặt trong của bàn chân là cho tới khớp bàn ngón tức là giữa xương đốt bàn và xương đốt ngón trừ phần uh, uh, da phủ đốt ngón chân nó không được uh, chi phối còn mặt trong của bàn chân kéo dài cho tứ gót sẽ được chi phối bởi nhánh của thần kinh hiển, thì đây chính là phạm vi cảm giác da của chi dưới được chi phối cảm giác bởi các nhánh tận của đám rối thần kinh thắt lưng. Ngoài ra thì ở bên trên thì chúng ta biết rằng là thần kinh chậu hạ vị thế còn chi phối cảm giác da ở vùng trên màu chậu da trên khớp mu. À, thần kinh chậu bẹn cũng như thần kinh sinh dục đùi, tức là nhánh sinh dục của thần kinh sinh dục đùi còn chi phối cảm giác cho các vùng da ở đáy chậu tương đương với cả các tại vị trí mà có các cấu trúc cơ quan sinh dục ngoài. À, như vậy chúng ta có thể thấy đám rối thần kinh thắt lưng với 6 nhánh tận chi phối chủ yếu cho vùng đùi trước và vùng đùi trong một phạm vi nhỏ của chi dưới trong đó phần còn lại của chi dưới sẽ được chi phối bởi đám rối cùng à, có nghĩa rằng là đám rối thần kinh tát lưng về mặt vai trò thì sẽ tương đương với cả các nhánh tận của động mạch chậu trong tức là nó sẽ chỉ chi phối chỉ cấp máu cho một phần vùng nhỏ của chi dưới mà thôi trong đó phần lớn của chi dưới sẽ được cấp máu bởi hệ thống động mạch xuất phát từ động mạch chậu ngoài và cấu trúc của đám rối cùng sẽ tương đương về mặt phạm vi với hệ thống mạch xuất phát từ động mạch chậu ngoài